Tiếp tục gã sới này nha anh em, gã căng luôn nha. Cái này 301 cu ta, dặn mấy ngốc rồi đây. Ôi chứ nó có ngốc thả không? Mắt lấy xả này ở dưới đây, lấy ngóc xả này đây có nhớt không? Có rồi, xả đi, dặn lóc đi. Để bắn máy, lấy máy bắn ốc đi. Dặn không có nhớt luôn. Bắn máy này. Chắc nó có mà nó mở bò á. Đây là tính sao? Cái gì đó. Nó dắt con nước rồi. Chắc xà mỡ bò không quá. Găng đi. Găng này còn đẹp ha. Cái lử đẹp hơn. Rồi, lấy gió cắt luôn đi mà. Cắt hết luôn rồi. Thank you.
Đóng niệm đây kìa. Cái góc đó rồi. Rõ đây nè. Rõ bát này ra. Đứng mà chè mà gà không luôn. Rõ rồi đấy. Lấy cái bông ra. Bên đây nè, quýnh vô đó cho xe bông ra. Thì kiến giò đó nêm cái ve vô, lấy cái giò ra, rồi lăn cái bông ra ngoài đi, lăn sát sát ra xe đó chứ.
Xong rồi, bị cháy luôn. Mình xới 301 nha, anh em nào mua sọ cù dĩa thì vô nha, đẹp nha. Đậu vô đó rồi sao lấy ra được, cái đó dặn chìa khóa mà được, dặn xíu vô lại rồi. Đó dặn bằng chìa khóa mà được. Anh em nè, chiều qua không ai giá chiếc này anh em, chiếc này luôn nha, ai mua thì bán, không mua thì gã luôn nha, luôn con này luôn nha, gã luôn nha. Rồi, bye bye anh em.